một người đào vàng ở bang Victoria, Australia, vừa khiến các chuyên gia khai mỏ nước này và cả thế giới cùng phải ngỡ ngàng ngạc nhiên khi phát hiện được một khối vàng tự nhiên nặng tới 5,5 kg. Ước tính giá trị của khối vàng này lên tới gần 7 tỷ đồng. Theo các nguồn tin, người đàn ông Australia đã sử dụng một máy dò tìm kim loại cầm tay và tìm được khối vàng hình chữ Y vào hôm 16 tháng 1. Khối vàng lớn nhất bạn tôi từng tìm thấy chỉ nặng 7 gram, nhưng rồi ông ấy đã tìm được một khối vàng khổng lồ này. Các chuyên gia cho biết, vùng Balarat từ lâu đã là điểm đến của các tay săn vàng, nhưng chưa từng có khối vàng nào lớn như thế được phát hiện. Khối vàng mới được đào lên nói trên, có giá trị thị trường khoảng 315.000 USD, tương đương gần 7 tỷ đồng Việt Nam.